Dạ vâng, em Hùng chào mừng toàn thể tất cả các bác đã quay lại kênh. Và hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bác về một cái đôi loa. Một đôi loa full dòng cao cấp nhất của hãng Classic Pro đời những cái trên đời cái đời Bass 40 nha bác nha. Đấy. Với những cái dòng loa full 40 của hãng Classic Pro thì cái dòng CB 15 hay La Mã này là cái dòng cao cấp nhất rồi. À, và dòng cực kỳ là đẳng cấp cho tất cả các bác chơi. Với các bác nào mà đã chơi qua những cái sản phẩm full những dòng lo full của Classic Pro rồi á thì các bác đã biết chất âm của nó rồi. Và còn với cái đời này á thì em bao cho các bác là quay gọi là đẳng cấp, cực kỳ là đẳng cấp, cao cấp nhất của cái đời lo full Bass 40 của Classic Pro. Đấy. Và em về được một đôi nha bác nha. Con này thì có mã là Classic Pro CB 15 hai La Mã. 15 ở đây là 15 inch nha bác nha. 15 inch. 15 inch ở đây là Bass 40. Đấy. Còn 18 là Bass 50. Đấy. Rồi thì về thiết kế thùng loa thì loa được thiết kế là thùng gỗ sơn sằng nha bác nha, sơn sằng. Và bên em về cái cặp này gọi là tuyệt vời luôn á, tuyệt vời, cực kỳ đẹp, hầu như là không có một cái gọi là điểm trừ nào, đẹp như khui xốp luôn á. Đấy, rất đẹp luôn nha, từ góc cạnh cho đến là từng chi tiết tuyến loa ê canh hay là vâng vâng, nội thất bên trong đó. Tất cả là Belgian nguyên bản và như là đẹp như vừa khui xốp luôn. Thì con này được thiết kế là thùng gỗ nha. Về cái đời dòng CB 15 á, thì CB 15 thì nó sẽ có hai đời, một đời là thùng nhựa nữa nhé bác. Thùng nhựa đời nó thiết kế là cái kèn nó sẽ khác và thùng nó cũng sẽ khác luôn. Thùng nhựa nó được thiết kế giống như những cái đôi loa B3 này, những đôi loa Ramsa vân vân. Nói chung là về cái thùng nhựa thì nó sẽ thu xa cái đời 15 thùng gỗ này. Đó. Thùng gỗ nhìn nó rất là chắc chắn và cũng như là nó sẽ cho ra cái dây bát nó sẽ sâu, lực và canh hơn nha bác nhé. Vâng, phía trước nó thì nó được thiết kế một lớp canh lưới bằng sắt nha bác nhá, bằng sắt. Đây, đây là logo thương hiệu của hãng Classic Pro CB. Bên này cũng thế nha bác nhá. Rồi em sẽ tháo canh ra để cho các bác cùng xem ngắm nhìn được cái tuyến loa. Con này thì mở ra thì nó mất thời gian, thì em sẽ làm một cái video về cái nội thất loa sâu và test chất âm của nó cho tất cả bác cùng lắng nghe. Đấy. Loa sử dụng một bát 3, một bát 40. Đấy, các bác nhìn một bát 40. Đấy, gân là gân vải tắm dầu, hai sóng béo. Đấy. Các bác nhìn này, nó mới đến nỗi là dầu tắm thì nó còn đen mượt như thế này nha bác nhá. Rất là mới. Hai lỗ thông hơi phía trước và một chép kèn. Chép kèn này á thì nó cũng sẽ khác với lại cái dòng chép kèn của thùng nhựa nha bác nha. Thùng nhựa đời xưa đời 15 nên thùng nhựa nha bác nha. Đấy. Rất đẹp luôn, cả hai tiếng loa các bác nhìn. Quá đẹp. Đấy. Rất là chất lượng nha bác nha. Thì đôi loa này thì nó được thiết kế theo kiểu loa array hoặc là loa monitor để nằm nha bác. Các bác nói chung là dòng này các bác để nằm để đứng gì cũng được nha. Đấy, các bác mà lắp như loa array vẫn được. Đấy, thiết kế thùng đây bác. Đấy, phía này là bành. Đấy, phía này thì này các bác thấy khi chúng ta để nằm xuống thì ở đây họ thiết kế có chân này, có chân để chúng ta để nằm này. À, hai bên là phần quai sắt để chúng ta sắt đi. Đo này thì bao phê bao đẹp. Đó. Ở phía sau đây là cái tem cờ nó Classic Pro CB 15 hai La Mã. Đấy.
Con này thì con chưa khác 8 ôm và 600W trên một thùng nha bác này. Một cái đôi lò có thông số công suất cực kỳ là cao, 600W nha bác, 600W. Đấy. Đường vào thì sử dụng tất cả là đường bít tông, đường nêu chích. Đấy. Đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ ngoài vào trong nha bác nhé. Con này thì quá trung trí luôn nha. Đây các bác nhìn đây. Đấy. Quá đẹp luôn nha bác. Bên này cũng thế nha. Góc cạnh của nó sơn thì còn nguyên như mới luôn các bác. Thì với cái đôi lo này á, thì với cái công suất của lo này và đôi lo này thì nó anh đứt những cái đôi lo JBL tầm 20 triệu, 30 triệu đô về nha bác nha, anh đứt luôn. Nó tiếng của nó cực kỳ là sáng và bắt mạnh lực sâu. Đấy, thì em sẽ thử nhạc cho tất cả các bác ở cái video sau. Đấy, về đôi lo này thì tầm giá của con này thì tầm 18 triệu đô về nha bác, đô về. Giá rất là tốt, rất rẻ với một đôi lo full bass 40 chất lượng như là Classic Pro 15 hay là mã này. Đấy. Các bác cứ thử nghĩ công suất là 600W trên kênh đôi lo 8 ohm á, trên một thùng như thế này á, thì nó đánh cực kỳ là khỏe, tiếng check. Đấy. Quá ok luôn. Tuyệt vời nha các bác nha. Rồi thông báo giá luôn cho các bác về cái cặp lo này. Giá bên em đang có mức giá là 18 triệu bao cước toàn quốc cho các bác. Đó. Rất là chất lượng luôn nha, 18 triệu bao cước toàn quốc. Các bác nào yêu thích dòng Classic Pro CB15 Bass 40 một chép kèn. Kèn của nó là hỏng rất là lớn nha các bác nha. Đấy, thì liên hệ cho em. Vâng, và em sẽ đo kích thước của cái đôi lo này để cho các bác tham khảo để cài đặt. Thì kích thước chiều cao của nó là 72 cm, chiều rộng của lo là 46 nha bác nha, và chiều sâu của lo thì là 44 nha, 44. Tính cái phần mà rộng nhất là 44 nha. Đấy. Rồi thì đó là kích thước của đôi lo, và cũng như là em đã báo giá về cái đôi lo Classic Pro mà em muốn gửi đến cho toàn thể quý tất cả các anh em đam mê. Rồi mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau.